Vâng, em Sơn xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em Sơn sẽ lên sóng cho quý anh chị một mẫu xe SUV hạng sang đến từ thương hiệu của Lexus mà được rất là nhiều khách hàng đang quan tâm và tìm kiếm. Thì trước mặt quý anh chị đây là chiếc Lexus NX200T. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2015 và mang biển kiểm soát Hà Nội nhé quý anh chị nhé, 30E149.42. Chiếc xe có ngoại thất là màu đỏ và nội thất là màu kem. Màu đỏ của Lexus thường thì nó rất là đẹp quý anh chị ạ. Đây là màu đỏ pha lê nhá quý anh chị nhá. Đó. Và được trang bị full kịch option. Có thể kể đến cái phần bóng đèn bi 3B full LED này. Đó. Rất là mới quý anh chị ạ. Và kèm theo đó là hệ thống 3 cam 360 siêu LED. Thì tí em sẽ quay vào bên trong khoang nội thất cho quý anh chị xem. Thì sau đây thì em xin mời quý anh chị đi cùng em trải nghiệm xung quanh một vòng chiếc xe này đi. Đó. Chiếc xe này thì hiện tại số km chạy được 6,9 vạn km, tức là 69.000 km. Bên em đang chào bán với mức giá rất là hợp lý, 1 tỷ 650 triệu. Quý anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ giúp em hotline trước màn hình. Hoặc đến trực tiếp tại showroom của em. Showroom của em thì sẽ chuyên về những dòng Lexus và dòng Toyota. Những chiếc xe mà em mua về thì em đã cho đi check ở bên hãng rồi. Và cũng cho đi dọn dẹp lại cái khoang nội thất và khoang động cơ của chiếc xe. Xe này em mua về thì em cũng không làm gì nhiều nhá quý anh chị nhá. Về tổng thể chung thì phần nước sơn và phần nền sơn trên cái thân vỏ của chiếc xe này thì còn giữ nguyên bản của nhà sản xuất nhá, quý anh chị nhá. Đó, rất là mới quý anh chị ạ. Xe thì sẽ được trang bị bộ la răng, em nhớ không lầm là bộ la răng 18 inch đa chấu quý anh chị ạ. Phần la răng này còn giữ rất là mới, chưa có một vết chảy xước trên cái bộ la răng này nhá quý anh chị nhá. Đó, quý anh chị có thể thấy này, nhìn gần này, những đường gân guốc trên thân vỏ của chiếc xe còn giữ rất là thẳng quý anh chị ạ. Những quý anh chị mua xe bên em thì yên tâm, bên em sẽ cam kết với quý anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản. Đó. Chiếc Lexus NX200T này thì sử dụng khối động cơ 2.0 turbo tăng áp nhá quý anh chị nhá. Màu đỏ của Lexus thì nó rất là đẹp quý anh chị ạ. Thì cùng phân khúc của chiếc Lexus NX200T thì sẽ có thể nhắc tới chiếc Mercedes-Benz GLC, chiếc Audi Q5 và BMW X3. Mỗi chiếc xe thì đều có ưu nhược điểm riêng. Riêng nói về Lexus thì nó quá là bền quý anh chị ạ, quá là lành. Và độ giữ giá của chiếc xe thì khỏi phải bàn rồi quý anh chị nhá. Đó. Xe thì sẽ được trang bị cốp điện nhé quý anh chị nhé. Rất là mở, rất là nhẹ nhàng. Lexus thường thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm giác nhẹ nhàng và bền quý anh chị ạ. Đó. Đây là phần khoang cốp của chiếc xe nhé quý anh chị nhé. Phần lỉ bên trong còn giữ rất là mới. Và hàng ghế thứ hai thì sẽ được trang bị nút điều chỉnh bằng điện. Đó. Vẫn còn lốp dự phòng nhá quý anh chị nhá. Đây em sẽ mở cho quý anh chị xem. Lốp dự phòng vẫn còn giữ nguyên bản hết theo xe, chưa có một lần là hạ nhá quý anh chị nhá. Đó. Nó rất mới quý anh chị ạ. Từ cái phần mạ chrome này, nó rất là sáng bóng. Thật sự thì lâu lắm rồi em mới tìm về một chiếc Lexus NX200T nó còn giữ rất là mới. Mà để tìm được một chiếc xe mà cùng đời với chiếc xe này thì cũng rất là hiếm trên thị trường. Có một chiếc xe nó còn đẹp mà được chủ xe giữ gìn rất là mới quý anh chị ạ. Đây là bên trong khoang nội thất của chiếc xe nhé. Nội thất là màu kem. Đó, rất là mới quý anh chị ạ. Bên trên đây thì nó sẽ ghi cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Thì ở đường kết hợp thì quý anh chị sẽ mất tầm 8,2 lít trên 100. Còn trong khu đô thị chỉ mất 11 lít thôi. Còn ngoài đô thị thì mất 6 lít. Đây là các thông số của nhà máy sản xuất thôi quý anh chị nhé.
Nếu mà đi ngoài đường thì sẽ biết hơi, nó sẽ không ăn quá nhiều như vậy. Đó. Chiếc xe này của em thì được sản xuất vào năm 2015 nhá. Và đây là cái model 2016. Đó. Rất là mới quý anh chị ạ. Có cam 360 rồi nhá quý anh chị nhá. Đó. Phần lốp, mặt lốp thì cũng khá là dày quý anh chị ạ, vẫn còn cái phần ta lông này. Đó. Rất mới. Xe này em mua về mà em thấy công nhận mà chiếc xe này nó mới quá. Nó được giữ gìn cũng khá là tốt quý anh chị ạ. Đây là bên trong khoang nội thất của chiếc xe nhá quý anh chị nhá. Ghế thì sẽ được điều chỉnh đa hướng. Còn ghế da này quý anh chị có thể thấy cảm nhận được nhá. Nó rất mới và chưa có một vết nhăn, vết chảy xước trên cái mặt da của ghế nhá. Đó. Phần tắp lô của cửa cũng vậy này. Nó rất mới. Đi Lexus thì nó quá là bền rồi quý anh chị ạ. Quý anh chị có thể đi bảo hành, bảo dưỡng định kỳ thì đi mãi nó vẫn thế thôi. Nó quá bền quý anh chị ạ. Đây là phần đèn hậu nhá quý anh chị nhá. Thiết kế nhìn nó rất là bắt mắt quý anh chị ạ. Nó tinh tế sắc sảo, rất là đẹp. Đó. Thì sau đây thì em xin mời quý anh chị đi cùng em trải nghiệm bên trong khoang người lái của chiếc Lexus LX200T. Đó. Hôm nay là ngày chủ nhật nhá, trời mưa gió nên em sẽ quay vào bên trong nhà cho quý anh chị. Thường ngày thì em sẽ quay ở bên ngoài, nhưng ngày mưa thì em sẽ quay vào bên trong showroom của em. Ghế thì sẽ được điều chỉnh nhớ 3 vị trí này, đèn tất cả auto nhá quý anh chị nhá, một chạm. Đó. Rất là mới. Đây là phần ghế lái nhá quý chị nhá. Ghế lái là nơi mà được nhiều người sử dụng nhất. Đó. Ghế thì được điều chỉnh đa hướng, nội thất màu kem nhìn siêu đẹp, siêu sang. Đó. Chiếc xe của em thì chạy được 6,9 vạn km, tức là 69.000 km nhá quý anh chị nhá. Tất cả bên trong khoang nội thất của chiếc xe được chủ xe giữ nguyên bản 100%. Rất mới quý anh chị ạ. Đó. Quý anh chị có thể thấy cái phần táp lô này, nó chưa có một vết chảy xước, vết nhăn. Nó rất mới quý anh chị ạ. Camera lùi thì siêu nét. Kèm theo đó là bộ cam 360. Đó, quý anh chị có thể thấy này. Rất là nét quý anh chị ạ. Và có chức năng làm mát ghế, sưởi ghế cho hai bên nhá quý anh chị nhá. Có chế độ lái, có 3 chế độ lái, chế độ Eco này, chế độ Normal này, chế độ Sport, Sport S, Sport cộng này. Đầy đủ auto hold và phanh tay điện tử nhá quý anh chị nhá. Để nút điều chỉnh trên cái phần màn hình. Đó, rất là nhạy bén quý anh chị ạ. Ghế da nó rất là mới. Xe thì sẽ được trang bị cửa sổ trời cho hàng ghế đầu nhá quý anh chị nhá. Tất cả đèn đều được auto một chạm hết. Rất là thông minh quý anh chị ạ. Trên vô lăng thì nó sẽ được trang bị như là cruise control này, có đàm thoại rảnh tay này, có lẫy gảy số trên vô lăng, có đèn tự động mới là gạt mưa tự động hết nhá quý anh chị nhá. Đó. Phần da của trên vô lăng thì nó cũng rất là mới quý anh chị ạ. Đó. Quý anh chị có thấy và cảm nhận được nó chưa có một vết nhăn, vết chảy xước trên cái mặt vô lăng nhá, mặt da trên vô lăng nhá. Nó rất mới quý anh chị ạ. Nên nếu mà tìm được một chiếc xe mà cùng đời với chiếc xe này thì cũng rất là hiếm trên thị trường. Có một chiếc xe nó siêu đẹp và siêu chất. Đó. Dưới đây thì nó sẽ được trang bị cảnh báo này, mở cốp tự động này, khóa vi sai trung tâm này. Tất cả đều được điều chỉnh
auto hết nhá quý anh chị nhá. Đó. Rất mới quý anh chị ạ. Thì em sẽ quay vào chi tiết vào bên trong khoang động cơ của chiếc xe. Chiếc xe này thì sử dụng khối động cơ 2.0 turbo nhé quý anh chị nhé. Quý anh chị có thể thấy những đường ốc này trên chân máy này chưa có một vết vặn từ những cờ lê. Nó rất mới quý anh chị ạ. Với những chiếc xe mà bên em bán ra thì em luôn luôn tự tin cam kết với quý anh chị xe không đâm đụng này, không ngập nước. Máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Bên em sẽ cam kết với quý anh chị trên giấy tờ và pháp lý rõ ràng. Quý anh chị có thể đi check bất kỳ đại lý chính hãng nào của Lexus hoặc là các gara mà quý anh chị quen biết nhé. Quý anh chị có thể thấy này, đường những mắc tem vẫn còn giữ nguyên bản này và những khuôn dập lỗ tròn nhá. Vẫn còn zin theo nhà máy sản xuất. Thì sau đây thì em xin tổng kết lại thì hiện tại thì bên em đang có chiếc Lexus LX200T. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2015 và mang biển kiểm soát Hà Nội. Hiện tại thì bên em đang chào bán với mức giá là 1.650.000.000. Giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động. Bên em vẫn sẽ hỗ trợ trả góp nhé, nên tới 60-70%. Tức là anh chị phải bỏ ra tầm 70 hay 700 triệu hoặc 800 triệu thì đã được sở hữu chiếc xe này rồi. Thì phần cuối video thì em xin quý anh chị một nút like, một nút subscribe, một nút ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.